Xin giới thiệu Lockbox Home, giải pháp đầu tư cho nhà tiện lợi hợp khối bằng cách kết nối các module. Có 95% người trẻ đang làm việc ngày đêm tại thành phố chưa sở hữu nhà ở với không gian sống thoải mái và chi phí thấp. Theo chương trình phát triển nhà ở Hồ Chí Minh, hiện nay khoảng 20% người lao động đủ khả năng mua nhà ở. Thực trạng hơn 500.000 hộ dân cư chưa sở hữu nhà trong quý 4 năm 2020, khan hiếm nguồn cung nhà ở. Trong khi đó, nhu cầu này chiếm 70% thị trường bất động sản. Chính vì thế, Lockbox sẽ là công ty tiên phong mang đến giải pháp nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp. Các nơi đặt Lockbox với quy mô hợp lý, không gian mở, nhiều tiện ích cho dân cư, Lockbox đáp ứng được cả nhu cầu cho thuê và để ở. Tại đây, bên thuê mua căn hộ, đa phần là người lao động trẻ sẽ trả 70% giá trị căn hộ rồi chuyển vào ở ngay lập tức, sau 7 năm, thanh toán dứt điểm 30% còn lại, hoặc trả dần theo thời gian đã sử dụng để sở hữu vĩnh viễn căn hộ của mình không bao gồm đất. Người sở hữu nhờ ban quản lý cho thuê hoặc chuyển nhượng hợp đồng căn hộ nếu không có nhu cầu sử dụng. Nhà module có thời gian thi công chỉ bằng 1/3 so với xây dựng truyền thống, khai thác không gian sống phù hợp với phong cách sống người Việt Nam. Lockbox sử dụng chất liệu thép cường độ cao, cấu tạo vách mái sử dụng vật liệu nhẹ, tái sử dụng và thân thiện với môi trường. Và một điều tuyệt vời là nhà module dễ dàng mang đi, giá rất hợp lý, phù hợp nhu cầu an sinh xã hội, giá bán chỉ từ 180 triệu. Bạn đã có một nơi quây quần bên gia đình yêu thương của mình. Lockbox là căn hộ giá rẻ duy nhất hiện nay. Về chiến lược tiếp thị và bán hàng, chúng tôi có hai sản phẩm áp dụng như mô hình kinh doanh nhà tiện lợi hợp khối sử dụng B2G, B2B2C cho ngắn hạn và mô hình kinh doanh nhà module sử dụng B2C cho trung hạn và dài hạn. Hành trình lựa chọn của khách hàng là điều chúng tôi nghiên cứu về hành vi tiêu dùng, nhu cầu sử dụng hoặc tiện nghi hơn như smartphone, hiệu quả năng lượng, tiết kiệm khi sử dụng. Định hướng Lockbox là xu hướng mới, hiện đại, chi phí thấp sẽ thu hút rất đông đảo các nhóm khách hàng mới. Tầm nhìn năm 2025, Lockbox Home sẽ tạo gần 1.000 căn hộ phục vụ gần 200.000 lượt người sinh sống, học tập và làm việc trong môi trường tiện lợi, tiết kiệm hơn tại các đô thị. Quản trị vận hành bằng ứng dụng mobile web cho người quản lý hệ thống, quản lý tình trạng tất cả dự án nhà tiện dụng trong mạng lưới theo thời gian thực, quản lý chuỗi cung ứng giá trị và người dùng sử dụng cuối. Lợi thế cạnh tranh của Lockbox hỗ trợ tối đa người sử dụng cuối cùng với chi phí minh bạch, dễ dàng lựa chọn, nội thất đa dạng, dịch vụ trọn đời, tiết kiệm thời gian và an tâm sinh sống. Hãy bắt tay xây dựng tổ ấm gia đình, ngôi nhà mơ ước của chính mình với muôn vàn sự lựa chọn. Lockbox, nơi đáng sống, đáng đầu tư, điểm tựa an sinh.